Rồi, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái bài toán tách số ra khỏi sâu trong C cộng cộng. Thì để đề bài cho input là một sâu, yêu cầu là tách các số trong sâu ra. Ví dụ như với cái sâu như trên, thì ta thấy có một số các ký tự số đứng cạnh nhau, nó ghép với nhau thành một số nguyên. Và ta sẽ đưa các số nguyên đó ra trong sâu. Đấy. Như vậy đề bài thì rất đơn giản, đó là cho sâu, tên file là bài 95. Input là một sâu, output là các số ở trong sâu. Đấy, dữ liệu đảm bảo có nghiệm. Vậy thì ở bài này các bạn nhận thấy như sau. Chúng ta có thứ nhất xác định bài toán. Bài toán thì đề bài là yêu cầu hãy nhập sâu. Vậy thì ta sẽ thực hiện nhập sâu S. Output của bài toán là đưa ra các số trong sâu S. Vậy thì sau khi chạy xong chương trình, cái ta thu được là các số trong sâu. Tiếp đến, ta quay sang thuật toán để giải bài toán. Các em nhận thấy chúng ta sẽ thực hiện công việc đầu tiên, bước 1, sau khi free open xong, các em cần phải nhập sâu. Lưu ý, sâu này là sâu không có dấu cách, nên ta có thể sử dụng câu lệnh cin hay getline cin đều như nhau. Kế tiếp, để tách số ra khỏi sâu, thì ta sẽ thực hiện công việc lưu các số đó vào trong một cái mảng C có K phần tử. Các bạn nào sử dụng queue hoặc stack hoặc là cái gì đấy để lưu trữ thì các bạn lưu nó lại. Vậy ở đây thầy hay sử dụng một cái mảng C có K phần tử. Bắt đầu thầy khởi tạo cái sâu S2 bằng sâu rỗng. Sâu này nó sẽ thực hiện nối các ký tự là số. Nối các ký tự là số liên tiếp trong sâu. Vậy thì S2 bắt đầu thầy khởi tạo bằng rỗng. Bằng rỗng nó tức là giữa không có dấu cách đâu nha. Đây là khởi tạo nó bằng rỗng. Thầy gọi K là số lượng phần tử của mảng C. Ban đầu K không có phần tử nào. Khi đó ta duyệt từ đầu sâu cho tới cuối sâu. Nếu ký tự SI là số, tức là nó lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 9, thì khi đó nó là một ký tự số. Thay vì việc đẩy nó luôn vào trong mảng, thì thầy sẽ nối tất cả các số đứng cạnh nhau. Nối tất cả các số đứng cạnh nhau thành một sâu số. Ví dụ như ở đây, ký tự 2, thầy nối nó vào sâu S2. Gặp ký tự 3, thầy nối tiếp vào sâu S2. Thầy thu được số 23. Sau đó thầy gặp một ký tự B, không phải là số. Vậy thì thầy sẽ cấp phát một phần tử mới cho mảng C. Thầy đẩy thằng 23 này vào. Vậy thì ở đây thầy sẽ thực hiện công việc là chừng nào nó đã còn là ký tự số, tức là lớn hơn ký tự 0 và nhỏ hơn ký tự 9, thì thầy sẽ thực hiện công việc gắn S2 bằng S2 cộng sâu SI. Như vậy, sâu S2 nó sẽ lưu các ký tự số liên tiếp nhau. Khi gặp một ký tự nằm trong từ A đến Z ấy, thì nó sẽ thực hiện công việc là đẩy cái số này vào trong mảng C. Vậy thì ngược lại ở đây có nghĩa là nó là một ký tự, thì ta kiểm tra xem nếu nếu sâu này đang chứa một số nguyên, tức là nó chứa sâu số là số 23 chẳng hạn, thì ta sẽ thực hiện công việc là cấp phát một phần tử mới cho mảng C. Ở đây ta sử dụng câu lệnh etoy, từ etoy nó viết tắt của là searching to int, tức là chuyển sâu thành số. Như vậy hiện nay số sâu S2 của mình nó đang chứa số sâu 23. Vậy thì thằng etoy ta thu được số 23. Và ta cấp phát một phần tử mới cho mảng C. Khi đó mảng C được cấp phát một phần tử mới. Sau đó nó ghi số 23 vào. Đấy. Tương tự như vậy, tí nữa nó thu được các số mới, nó lại cộng cộng K lên, nó lưu số kế tiếp vào chỗ này. Sau khi thực hiện xong, ta thu được mảng C có K phần tử. Lưu ý điều đấy. Vậy thì sau khi thực hiện xong cái đoạn sâu trên, nếu ở thực hiện sau khi duyệt trong cả một cái sâu số trên, nếu cái sâu S2 của mình lớn hơn không, thì điều đó chứng tỏ sâu S2 đang chứa một số nguyên ở bên trong đấy. Vì nó chứa một số nguyên nên ta sẽ thực hiện đưa số đó ra. Nên thì bằng cái cách là đổi cái nếu sâu sau khi thực hiện vòng lặp for trên, nếu sâu S2 của mình mà vẫn còn là các rỗng, tức là nó đang còn chứa một số nguyên khác, thì đẩy nốt cái số nguyên còn lại. Thông thường nó là một số nguyên đứng ở cuối dãy. Thì ta cấp phát một phần tử mới cho mảng C và ta lưu nó vào. Đổi thằng S2 thành số và lưu nó vào vị trí thứ K trong mảng C. Tới đây ta thu được một mảng C có K phần tử, thì ta for i chạy từ 1 cho đến K, ta đưa thằng AI ra. Lưu ý AI của mình ở đây nó được CI ra nó được viết thành các dòng, nên ta nhớ sẽ thêm thằng S-line cho nó xuống dòng cho nó ngầu. Đấy. Hôm sau mở rộng bài toán này lên thì người ta hỏi trong các phần tử này phần tử nào là lớn nhất? Thì các bạn sẽ thực hiện công việc là đi tìm giá trị lớn nhất trong một mảng một chiều. Đã khởi tạo rồi, mắt bắt đầu khởi tạo giá trị vô cùng bé. Duyệt từ đầu mảng cho đến cuối mảng C, tức là ta cho y chạy từ 1 đến k. Nếu thằng CI nào mà lớn hơn rmax thì gắn rmax bằng CI. Sau đó đưa rmax ra. Đấy.
Người ta hỏi trong các sông này có bao nhiêu trong các số này có bao nhiêu số là số nguyên tố. Vậy thì ta duyệt từ đầu mảng C đến cuối mảng C. Nếu nguyên tố của thằng CI bằng chu thì ta tăng biến đếm lên. Đấy. Rồi, như vậy trên đây thầy đã giới thiệu nhanh cái bài toán này. Xin mời các bạn cùng làm bài. Các bạn có khoảng 10 phút để cốt bài này nhé. Hãy cố gắng gõ 10 ngón. Nếu nào không gõ được 10 ngón thì bảo thầy. Hôm nào thầy sẽ gửi tặng cô Huấn một cái kìm. Thầy ở nhà thầy dạy, thầy luôn để cái kìm ở đây. Các bạn biết để làm gì không? Bạn nào mà không gõ được 10 ngón thì các ngón còn lại thầy sẽ xử lý. Nên thế các bạn gõ 10 ngón nhanh lắm, không trượt phát nào. Rồi, xin mời các bạn cốt bài nha. Được, Việt ơi, ta sẽ có động lực để làm bài toán này. Rồi, như vậy trên đây là thuật toán để giải bài toán này. Còn cốt chương trình thì mình cũng có thể thực hiện tổ chức thành nhiều cách. Tùy mọi người có thể tổ chức theo cách như nào, theo thầy nghĩ ta đề bảo như thế nào, ta sẽ làm như thế. Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài. Cái video bài giảng thầy sẽ up trên kênh YouTube. Các bạn nhớ xem video bài giảng giúp thầy nhé. Like sẽ comment cật lực nhé. Có bao nhiêu tài khoản Google nhớ đăng ký giúp thầy.